bị coi là kẻ phản bội của tổ chức lâm hạ đông bị trục xuất về trung quốc tại đây anh thành lập thiên lam đợi đến ngày trả thù trong lúc đợi thời cơ anh giấu danh tính chủ tịch tập đoàn tô vũ làm một nhân viên bảo vệ nhỏ tại công ty của bạn gái người đã cứu anh khi về nước bắt nạt tiểu đông trong lúc giấu thân phận những kẻ xấu đều phải trả giá khi anh công khai danh tính Anh, anh Đông nói nếu cưới được người xinh đẹp như vậy, thực sự đáng giá. Tại sao? Cậu có thể sao? Chưa nghe đức hạnh người phụ nữ. Quyết định hôn nhân à? Đừng chú ý quá nhiều vẻ bề ngoài. Hãy chú ý đến vẻ đẹp bên trong. Anh nói hay lắm. Dãi chảy đầy rồi kìa. Đừng nói vớ vẩn. Ai chảy nước dãi? Tôi bảo cậu, tôi có một người vợ. Đẹp hơn cô ấy. Cao hơn cô ấy. Được vợ anh là nhất. Cậu đừng có chọc tôi. Ơi vợ à, em muốn gì? Anh đang ở công ty. Được, em muốn gặp anh. Được, giờ anh đi tìm em. Ôi, vợ quá dính người cũng không phải là điều tốt. Tôi phải đi tìm vợ đây. Cậu canh cho tôi nhé. Được rồi, đi, đi. Anh ta có vợ thật đấy hả? Bệnh của mẹ cô, cả Nam Trung Hoa. Chỉ bệnh viện nhà họ cao mới chữa được. Chỉ cần cô cưới tôi, tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật ngay lập tức. Nếu không đợi để thu thập sát bà ấy đi. À Lâm. Lâm Hạ Đông, chúng ta chia tay đi. Lâm Hạ Đông, chúng ta chia tay đi. Đừng trêu anh nữa. Không đùa đâu. Từ từ đã. Tại sao? Không có lý do. Tôi là giám đốc kinh doanh của Dô Anh chỉ là một bảo vệ nhỏ. Có xứng với tôi không? Trước em không như thế này. Có chuyện gì à? Nói anh biết không có gì cả. Tôi chỉ nhận ra, không thể lãng phí. Thế thôi, tôi sẽ đi trước. Em nghĩ anh là bảo vệ? Sẽ không xứng với em thay đổi, anh có thể A à Lâm. Anh thôi đi, cậu đang làm gì đây? Nắm tay vợ sắp cưới của tôi ở nơi công cộng. Chán sống rồi phải không? Vợ chưa cưới. Ai cho anh Dũng Khí nói như vậy? Vớ vẩn, cậu đang tìm cái chết đấy anh cao nói đúng tôi ở lại với anh ấy em tại sao không có lý do anh cao có gia cảnh tốt cho tôi tôi đang ở bên anh ấy xin chào tôi là cao xuân hoa cậu nên biết thân biết phận cậu xứng đáng với một người như nhược lâm sao anh thôi đi bỏ anh ấy ra sao đây Nhân viên bảo vệ như cậu, nghĩ rằng sẽ có người thích cậu à? Ai bảo không ai thích anh ấy? Ai bảo không ai thích anh ấy? Tôi thích. Tôi thích anh ấy. Cậu. Có thể tìm thấy cô diễn viên này ở đâu? Anh tên khốn. Dám ăn nói như vậy, hai người dám đánh tôi. Tôi sẽ tìm người giết chết hai người anh mới đang tìm chết cô muốn làm gì đừng có mà làm loạn được rồi tạm thời thế thôi lưu nhược lâm chắc chắn muốn chia tay tôi chắc chắn không hối tiếc không hối tiếc được tôi hiểu rồi Tại sao cô khóc? Tôi không tốt hơn thứ rác rưởi đó à? Chết tiệt! Này con khốn! Dám lường tôi! Tôi sẽ yêu cầu đuổi mẹ cô ngay lập tức! Nói không muốn là được à? Tôi xin anh! Đã đồng ý cưới tôi! Đừng nói là tay! Từ trên xuống phải là của tôi! Đừng làm gì mẹ tôi! cô đang cầu xin tôi làm ơn phải thể hiện sự chân thành tối nay tôi sẽ ở khách sạn định hoàng đặt phòng tổng thống cô nên biết tôi muốn gì nếu không muốn thì hãy quên nó đi được ngoan ngoãn từ đầu không phải tốt hơn sao Vương Việt, tôi là kẻ thất bại sao? Thiếu gia, tôi sẽ giết người đàn ông đó ngay. Đang ở đây. Đừng chỉ có đánh nhau giết chóc, tạo rắc rối ở Trung Quốc. Nhưng anh ta... Đừng bận tâm. Tôi tự biết cách. Làm cho anh ta... Biết điều. Đi nào. Chuyện gì vậy? Thiếu gia, chúng ta vừa đi khỏi. Tôi nhìn thấy tên kia Tát Cô Lưu. Cái gì? Anh có sao không? Có ai không? Tỉnh dậy đi. Ba năm trước, tổ chức trục xuất tôi như một kẻ phản bội. Chính cô ấy đã cứu tôi. Đó là lý do tôi thành lập tổ chức Thiên Lam. Giá trị nghìn tỷ. Sau đó trở về thành phố Đông Sơn. Quay lại với cô ấy. Để bảo vệ cô ấy khỏi kẻ thù của tôi. Tôi giấu danh tính là một nhân viên bảo vệ nhỏ nếu cô ấy đợi thêm một chút khi tôi điều tra được kẻ đã gài bẫy tôi ngày hôm đó tôi sẽ thú nhận mọi chuyện thiếu chủ điều tra đến đâu rồi hạ ninh lúc đó tung tích vô cùng bí ẩn tôi vẫn chưa có manh mối giá trị nào được tiếp tục đi được đợi đã lưu nhược lâm xảy ra chuyện gì với cao xuân hoa vậy Lưu gia và Cao gia luôn có quan hệ làm ăn, hắn mới tiếp quản gia đình cách đây không lâu. Ngay khi gặp Lưu Nhược Lâm liền theo đuổi. Tối hôm qua, mẹ của cô Lưu, bà Đinh Tiết Xuân, đột ngột đổ bệnh, đưa vào bệnh viện tư, bệnh viện này của Cao gia. Ý cô là, Cao Xuân Hoa là kẻ độc ác, có xu hướng bạo lực, tôi lo cô Lưu bị ép buộc. Tôi hiểu rồi. Liên hệ anh Tần, Đưa bệnh viện này xuống càng nhanh càng tốt. Vâng, còn có họ Cao, tôi không muốn thấy nữa. Hạ họ ngay lập tức. Cô Lưu, anh Cao đã sắp xếp rồi, tối nay chúng tôi sẽ phẫu thuật cho bà Đình. Bác sĩ chính là giám đốc, anh ấy là người giỏi nhất cả nước về phẫu thuật tim. Cảm ơn. Điều chúng tôi nên làm Nhược Lâm Em chọn chia tay Đến với Cao Xuân Hoa Chỉ để chữa bệnh cho mẹ Sao anh lại tới đây Tại sao tôi lại ở đây Bạn gái của tôi bị cướp mất Tôi phải làm gì Đều đồng ý rồi mà Được lắm Nhưng em chưa kể cho tôi nghe về mẹ em Nói với anh có ích gì Anh sẽ chăm sóc đặc biệt cho mẹ tôi à Có thể tìm được nhân viên y tế tốt nhất Sắp xếp bác sĩ phẫu thuật tốt nhất Không cho tôi thử Sao biết tôi không thể anh đi đi. Không, người tôi yêu ở đây. Tôi chẳng đi đâu cả, tôi không yêu anh nữa. Anh đi đi. Tôi biết rồi. Cho tôi một cơ hội tôi có thể chứng minh. Anh đi đi. Đôi cẩu nam nữ làm gì sau lưng tôi? Đừng hiểu lầm. Chính mắt tôi đã nhìn thấy hai người ôm nhau, bảo tôi đừng hiểu lầm, tôi còn chưa chạm vào tay cô. Còn tên này thì sao? Muốn ôm là ôm à Bác sĩ Chuyện gì vậy Tôi hủy bỏ cuộc phẫu thuật Gọi bảo vệ Đưa cả ba người họ ra khỏi đây Đừng như vậy Không được Tránh xa tôi ra Cô cao thượng lắm mà Không muốn chơi thì nói thẳng Anh nói cái gì Lâm Hạ Đông Im đi Anh Cao Khách sạn định hoàng sao Đi thôi nào Tránh ra Không đi nữa Đừng như vậy Thực sao Đúng, tôi cần kiểm hàng trước. Không, em không được phép đi. Tôi cầu xin anh, Lâm Hạ Đông, xin anh đừng can thiệp vào việc của tôi, bệnh của mẹ không thể trì hoãn. Em không cần đi với anh ta, tôi đã mua bệnh viện này, cậu mua nó. Có biết trị giá bao nhiêu không? Hàng tỷ đô la. Cái mạng cậu cũng không đủ lý hạ đông chúng ta chia tay rồi anh làm gì cũng không liên quan đến tôi đừng đụng vào tôi em có thể tin tôi một lần được không hãy để tôi đi chúng tôi sẽ đi cùng nhau chơi cả đêm rồi chết dám chạm vào anh ấy đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ tại sao không tin tôi dù chỉ một lần chỉ là tên bảo vệ làm sao có thể tin đừng vội phẫu thuật đợi đến khi tôi thông báo nhưng cơ thể bà đinh đang chống đỡ anh cao, tôi sẽ nghe lời. Có thể phẫu thuật trước không? Tôi xin anh, cầu xin tôi có ích gì? Tôi đâu có ngăn cản cô. Anh đi ngay đi. Em là người phụ nữ của tôi. Tôi sẽ không cho phép em bán thân để cứu mẹ. Trong vòng 5 phút, kêu giám đốc bệnh viện này tới chỗ tôi ngay. Tên bảo vệ này đang giả vờ gì vậy? Có biết giám đốc bệnh viện này là ai không? Bệnh viện số một thế giới. Giáo sư thỉnh giảng không ai mời được. Cao gia đã phải trả một cái giá rất đắt mới mời tới đây tên ngốc này. Chỉ cần một cuộc điện thoại sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi không vội. Nhưng có người không có nhiều thời gian. À Lâm! tin tôi đi, cho tôi thêm 5 phút nữa. Nếu giám đốc không tới, thì tôi sẽ giám đốc anh là anh lâm phải không sắp xếp phẫu thuật ngay lập tức hãy nhớ sử dụng bác sĩ tốt nhất tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật ngay tôi sẽ đích thân thực hiện đợi một chút chuyện gì xảy ra vậy đừng quên bệnh viện này là của cao gia ai cho phép ông tự quyết định bệnh viện này không còn thuộc về cao gia nữa mới đây bệnh viện này đã bị thu mua rồi ông đang đùa hả có người mua sao tôi không biết cậu đi hỏi bố cậu ấy bây giờ hãy rời đi ngay đừng can thiệp nữa được nhớ lấy chuyện gì đang xảy ra vậy tôi sẽ kể cho em sau bây giờ đưa gì vào phòng mổ trước đồ khốn mày đã làm gì không có có chuyện gì vậy bố tất cả đối tác kinh doanh của cao gia đã chấm dứt hợp tác cái gì cao gia phá sản rồi Bố, bố nói gì vậy? Đúng như mong đợi, vì Lưu Nhược Lâm, hắn đã ở lại bệnh viện, còn sử dụng các mối quan hệ của ông Tần. Lợi dụng gia đình. Không biết tên đệ tử còn sống hay không, nếu là một người bình thường, có thể để anh ta đi. Thế nhưng, lại tìm cách đuổi giết tôi. Để từ ra cử người đến thử anh ta. Anh ta, mạnh đến mức nào? lưu tổng anh đến rồi công ty của lưu gia sắp lên sàn cô còn ổn chứ không sao đâu cảm ơn anh lưu đây là bệnh viện bệnh viện này không có y tá à bảo vệ cậu ở đây làm gì sao tôi không nên ở đây lâm hạ đông lại dám nói chuyện với anh lưu hạ đông ở đây ổn rồi anh quay lại làm việc đi đợi một chút đợi một chút anh là nhân viên bảo vệ của tập đoàn Che phải không cậu muốn gì tôi phụ trách an ninh từ dĩ phong cứ gọi tôi là từ phong chuyện gì đang xảy ra sao nhỉ cậu khá dũng cảm sao dám nói chuyện với lưu gia tôi nói gì sai à đúng tôi hôm nay tôi sẽ dạy cậu cách nói tiếng người tôi bảo này tôi không muốn tranh cãi tôi có hỏi anh muốn không đâu con dám đánh trả tôi còn chưa làm gì tên khốn đừng trách tôi vô tình kiếp sau đừng gây sự với nhà họ lưu cái gì vậy tôi đã nói đừng ép tôi đừng ép tôi Nếu tôi là anh, bây giờ tôi sẽ không di chuyển. Cậu đã làm gì tôi? Chỉ cần cắt bỏ một vài gân thôi. Trung thực đi. Cậu là ai? Tôi là người anh không thể chạm tới. Tên khốn. Tôi không thể đụng đến anh. Sao tôi có thể ở lưu ra chứ? Có vẻ anh sẽ không ngoan ngoãn nếu tôi không cho anh một bài học. Cậu không thể giết tôi. Chỉ bằng anh. Đừng nghĩ nữa ua. Cánh tay này là cảnh cáo. Nếu có lần sau, đừng hối hận. Cử động phá hủy cánh tay của cậu. Thầy. Đệ tử bất tài. Làm thầy xấu hổ, tên của cậu ta là gì? Lâm Hạ Đông. Gì cơ? Thầy biết anh ta, tôi được phái đến vì cậu ta. Giờ chỉ cần thanh toán nợ mới nợ cũ một lần. Lưu Tổng Đến muộn hơn hôm qua 5 phút Vậy anh trừ lương của tôi à? Em là sếp Sao tôi dám? Món bánh trứng cua yêu thích của em Đến văn phòng của tôi Tại sao? Anh còn dám hỏi Anh Đông, anh biết Lưu Tổng sao? từng một chút, tôi cũng có nói gì đâu anh đông đây là lưu tổng nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng chưa ai là ngoại lệ mặc dù tình trạng thể chất của anh tốt hơn nhưng bây giờ con gái thích thứ khác hơn nếu tôi nói với cậu tôi sẽ đưa cô ấy về nhà sớm cậu tin không anh đông đừng đùa thế này chờ đi tôi sẽ gọi cho cậu khi chúng tôi cưới anh đông anh lại bắt đầu khoe khoang rồi mời vào lưu tổng tìm anh à tôi vừa nghe sáng nay anh đã đưa sếp đến bệnh viện em cũng biết điều này có người đã nói với tôi nhân viên bảo vệ mới làm gãy tay giám đốc từ bị tê liệt do anh ta rảnh rỗi quá anh ta lại ép anh tấn công anh ta lâm hạ đông dù nói dối cũng cần căn cứ sao có người không có việc gì lại để người khác đánh mình nhưng đây là thế mà được rồi dù anh nói thật vậy để tôi hỏi anh anh nghĩ anh có thể đánh tôi nếu một ngày hai chúng ta cãi nhau anh có muốn vậy không không anh không thể làm tổn thương em em ghét người bốc đồng tiểu đông nếu không thể kiểm soát tâm trạng ở bên anh em sẽ rất bất an anh sẽ thay đổi sau này sẽ không như vậy nữa hy vọng anh có thể vững vàng hơn hai ta mới có thể tiến xa hơn a à lâm tiểu đông anh không cần lo em có thể hỗ trợ anh em chỉ muốn ở bên cạnh anh an toàn anh hiểu không anh hứa sẽ không quá bốc đồng nữa lưu tổng lưu tổng tại sao anh lại ở đây tôi mời anh lâm lên máy lọc nước ở bị hỏng tôi nhờ anh ấy giúp nâng nó lên chính anh đã làm bị thương giám đốc từ tôi chuyện đó là hiểu lầm tôi đã hỏi chưa cậu có nhầm không tốt lắm Sao anh dám để giám đốc an ninh của tôi vào bệnh viện? Anh ta ra tay trước, tôi không quan tâm ai là người ra tay trước. Kết quả bây giờ là giám đốc an ninh vào bệnh viện, đánh người khác là bất hợp pháp, đi tù. Lưu tổng, bỏ qua cho anh ấy, hãy tha cho anh ấy, tha cho cậu ta. Tại sao tôi nên nghe lời? Chỉ là một con chó của tập đoàn dâu tre, là một con chó cắn người. Tôi có thể để cậu rời đi chỉ bằng một lời, nhưng tôi sẽ không cho dễ dàng như vậy không thể giải thích với giám đốc tử. Vậy anh muốn gì? Cô ấy là bạn gái của cậu. Đúng. Thì sao? Tôi cho cô ấy được thứ cô ấy muốn. Cậu lại kéo cô ấy đi lùi. Vậy có được không? Đừng đánh. Tính khi khá nóng nảy đấy. Chi phí y tế cho giám đốc tử tôi sẽ trả ngoài ra tôi sẽ bồi thường anh cần bao nhiêu cô có thể trả được sao muốn bao nhiêu con số nghe có vẻ nhiều tiền nhỉ tôi có một số tiền tiết kiệm dù không nhiều nhưng đền bù sẽ đủ tôi chỉ thích cách cậu nói không suy nghĩ nói dối không chớp mắt vì cậu thích giả vờ tôi lấy một triệu trả trước một triệu được thôi chính cậu tự nói Trước 4 giờ chiều, nếu tôi không nhìn thấy, đóng gói đồ đạc và ra khỏi đây. Lưu Tổng, Lâm Hạ Đông, tại sao lại đồng ý? Anh ta rõ ràng là đang tống tiền. Lỗi của anh cũng nên bồi thường. Đó là một triệu. Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Chỉ một triệu. Nói thật dễ dàng. Lâm Hạ Đông, anh có giàu không? Tiền lương anh chỉ có vậy. Mất bao lâu tiết kiệm được một triệu? Anh vừa nói rồi mà. Anh có tiền tiết kiệm. Để xem anh làm như nào. Được đã biết. Không ngờ có triển vọng như vậy. Lưu Tổng muốn tiêu diệt cậu ta sao? Trả thù cho giám đốc từ vừa kiếm được một triệu vừa đuổi được tên bảo vệ đó. Vậy thì thỏa thuận này là một thỏa thuận tốt. Không ngờ anh thực sự rút được một triệu. Vợ yêu, có rất nhiều điều em không thể nghĩ tới. Ai là vợ anh? Đến rồi. Lên ngồi một lát không, anh thường đi làm bằng cách nào? Nó, rẻ và thân thiện với môi trường. Cảm ơn Lưu Tổng đặc biệt tiễn tôi, tôi sẽ sớm quay lại. Đợi một chút hai ngày tới anh dọn đồ đi. Sao cơ? Tại sao lại dọn đồ? Anh có làm được không? Hỏi nhiều như vậy. Được. Đi cẩn thận. Anh sẽ đóng gói đồ đạc ngay. Cậu ta phải không? Đúng vậy. Là tên này. Không biết học kỹ năng ở đâu. Đừng quan tâm điều này. Vô ích. Thật đáng tiếc. Chú quay trở lại rồi. Đây kẹo dâu cháu thích. Cảm ơn chú. Đã uống thuốc chưa? Rồi ạ. À nhớ đúng giờ mẹ cháu đâu chú muốn gặp mẹ cháu mẹ bị người khác đánh lộc lộc sẽ phẫu thuật vào tháng tới chi phí phẫu thuật hơn một triệu đồng hôm nay người đòi nợ lại đến đòi tiền tôi nên làm sao đây mẹ bị đánh bị đánh cái gì mấy chú đặc biệt hung ác đã đến nhà vào buổi trưa đánh mẹ lại mang cháu chú ơi nếu chú có mặt ở đó thì tốt quá cháu rất sợ dữ dằn quá lộc lộc biết ai không không biết nhưng dường như họ nói rằng mẹ nợ họ tiền lộc lộc nhanh về nhà làm bài tập đi chị trương lại có người đến đòi nợ à không có gì chị trương nói cho tôi biết chị nợ bao nhiêu có lẽ tôi có thể giúp cậu sao Nhân viên bảo vệ kiếm được bao nhiêu một tháng? Thậm chí không mua được nhà, thuê ở đây với tôi mỗi ngày. Có thể giúp gì cho tôi? Tôi là nhân viên bảo vệ, một tháng lương không nhiều, nhưng trước có một ít tiền tiết kiệm. Cho tôi một con số, tôi có thể cho chị mượn. Khi có tiền, trả lại tôi sau, 400 vạn, có không? Gửi cho tôi số thẻ, tôi chuyển. Nghe có vẻ như thật. Cậu muốn gì? Khi giả vờ giúp tôi, không phải thích cơ thể của tôi sao? Tôi chân thành giúp đỡ chị chị nghĩ gì vậy không phải vậy đàn ông có được bao nhiêu tốt đẹp sao chị không luôn tin tôi vậy tại sao tôi đã gặp nhiều đàn ông rồi suy nghĩ nhỏ nhặt của cậu không là gì cả giúp tôi không quan tâm đến cơ thể của tôi vậy cậu đang có kế hoạch gì kế hoạch gì vậy mỗi lần có người đến đòi nợ lộc lộc đã sợ hãi như thế tôi cảm thấy tiếc cho chị nếu đó là con gái tôi dù chuyện gì xảy ra cậu nên lo cho bản thân trước tôi sẽ tự lo được tôi không muốn lộc lộc còn nhỏ mà đã có một cái bóng lớn Tại sao giả vừa làm người tốt Đừng tưởng tôi không biết gì Cậu muốn dụ dỗ lộc lộc Sau đó tống tiền tôi Phải không, chị Trương Không ngờ chị nông cạn như vậy Đúng rồi chứ Cậu nên bỏ những ý nghĩ ấy đi Dù đang gặp một số khó khăn về tài chính Nhưng tôi sẽ tự lo Cũng sẽ không đi cùng một bảo vệ nhỏ Chết tâm đi Dành tiền để mua nhà Rời khỏi đây chị dâu để tôi nói cho chị biết tại sao chị lại từ chối đi theo tôi hóa ra là nuôi một cậu bé xinh xắn họ là những người đến đây để đòi nợ tôi nói cậu đừng quan tâm nữa chị dâu chị có tiền chưa nếu chưa thì phải hãy tìm cách khác các người lại quên ơn trương ca các người khi còn sống nếu không có anh ấy công ty đã đóng cửa từ lâu giờ anh ấy đã đi rồi các người làm như vậy có xứng với anh ấy không xứng đáng gì cơ nếu không phải vì anh trương tôi đã đụng đến chị rồi làm vậy với trẻ mồ côi và quá phụ có phần hơi quá đáng này chàng trai cậu có biết tôi là ai không đi ra ngoài và hỏi tên tôi thử đi ai cho cậu ngắt lời tôi lại vừa chạm vào cô gái tôi thích đừng để tôi giải quyết cậu đừng đùa giỡn với tôi ở đây nữa tức thời thì đi ngay đi em ghét bốc đồng tiểu đông nếu không thể kiểm soát tâm trạng ở bên anh em sẽ rất bất an anh sẽ thay đổi sau này sẽ không làm như vậy nữa chị ấy nợ anh bao nhiêu tôi trả có biết con khốn này nợ tôi bao nhiêu không không phải chỉ có bốn vạn sao nói láo cộng thêm tiền lãi mấy tháng qua bây giờ là năm triệu tại sao chậm lại đi tôi chưa xong đâu nếu hôm nay chị lo cho hai anh em tôi có lẽ tôi sẽ cho chị một triệu đó khi tôi vui. Khốn nạn. Chị dâu tôi có thể dùng để bù đắp một triệu đồng. Không phải tốt sao? Tất nhiên bây giờ chị cũng có thể đưa tôi 5 triệu. Tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Nếu không thì, tối nay, bạn bè của tôi đều ở trong giới võ thuật. Đừng làm mọi việc quá lên. Đến lượt cậu muốn được dạy dỗ à. Sức khỏe tốt đấy. Chẳng trách con khốn này lại thích. Nhưng tiếc là, Vô dụng. Tôi sẽ đưa anh 5 triệu. Rời đi ngay đi. Thích lừa người ác. Tôi nói cậu. Tin tôi cho nổ tung người cậu toàn lỗ không? Dừng lại. Dừng lại. Anh tử. Tay của anh sao rồi? Không phải việc của cậu. Mang người ra khỏi đây anh tử là con khốn đó đó người phụ nữ đó nợ tôi tiền cậu muốn tiền không còn nhiều lời ông già đó anh trai trông không dễ chọc đầu tránh đi trước con khốn này ngày mai tôi sẽ đến cậu là lâm hạ đông ông là ai cậu đánh đệ tử của tôi vậy thì sao thật tốt khi cậu rất thành thạo ở độ tuổi trẻ như vậy thật đáng tiếc hôm nay cậu phải chết ông là ai cậu xứng đáng được biết tên thầy của tôi tôi có nên đổi tên không đừng thay đổi hứa trường chi lưu quang diệu phái ông tới đây anh ta không xứng đáng để gọi tôi cậu đánh học trò của tôi hôm nay tôi đến nói về chuyện này ông muốn gì vì cậu là một người trẻ tôi sẽ cho cậu hai cách đầu tiên người thu cuộc quỳ xuống hai lần xin lỗi đệ tử của tôi thứ hai ném xuống sông cho cá ăn nhưng tôi không có ý định làm gì với ông tất cả đều trên bờ vực của cái chết cậu thật bướng bỉnh cậu không dám ư tôi đã hứa với ai đó không giải quyết vấn đề bằng vũ lực không có sự khác biệt giữa hành động và không hành động không thay đổi tôi đã cho cậu một cơ hội để sống không trân trọng nó vậy thì đừng ngạc nhiên Cậu đang tìm kiếm cái chết. Thật mạnh mẽ. Tôi đã nói tôi không muốn động đến ông. Nhanh mang học trò của ông rời khỏi đây. Người này che giấu bí mật. Thảo nào nhóm ma quỷ cố gắng kiểm tra sức mạnh của cậu ta. Không được. Cô ta tối nay cho cậu nhớ kỹ thuật dưỡng âm dưỡng dương không? Tất nhiên là nhớ, thầy tối nay. Luyện tập tốt dù chỉ còn lại một tay nhưng nó không ảnh hưởng đến hiệu suất của tôi nhớ rằng chính cậu đã làm tổn thương cô ta thật đáng khinh không cần phải phán xét việc tôi làm thả cô ấy đi nếu đụng đến cô ấy đừng trách tôi đúng vậy không hôm nay chủ nhân của tôi đến đây tôi muốn xem cậu chết như nào không phải ông chỉ muốn tôi hành động sao ép tôi vào đường cùng cậu đang giả vờ là gì vậy sư phụ tôi là người họ quốc ép chết cậu chẳng phải dễ như bóp chết một bầy kiến sao nhớ lấy do các người tự chuốc được thôi thầy của tôi sắp bắt đầu một cuộc chiến thiên lam tới rồi ai muốn đánh thiên lam sao người thiên lam có thể xuất hiện ở đây có ẩn tình người của thiên lam đúng vậy đến tìm anh lâm thiên lam là cái gì tôi chưa từng nghe đến đi ngay dĩ phong im lặng đồ ngu ngốc thiên lam không sợ gì ai cản đường họ sẽ chết thảm chúng đang giả vờ tôi sẽ biến anh thành con ma cô đơn ngay xin hãy tha thứ nó không hiểu chuyện tha mạng cho nó làm ơn sao cô lại ở đây xin hãy tha thứ tôi đã nghe tin tổ chức muốn kiểm tra anh nên tôi đến họ bắt đầu nghi ngờ tôi vâng ba năm cũng hết kiên nhẫn rồi sao đừng hành động khi chưa được phép tôi sẽ tự giải quyết nhưng hai người vừa xúc phạm thiếu ra có cần làm gì không công tôi đã hứa với a lâm không bốc đồng nữa quay về đi tôi còn có việc vâng đợi một lát có vài tên côn đồ quanh đây đừng để chúng thoát nhưng đừng giết được chú mẹ có chuyện gì với mẹ vậy không sao đâu mẹ chỉ ngất thôi nếu ngất xỉu phải gọi bác sĩ không sao chú cứu mẹ cháu rồi thật sao tuyệt quá được rồi mẹ thụy lộc mẹ tại sao cậu lại ở nhà tôi mẹ ơi mẹ vừa ngất đi chú đã giúp mẹ tôi chỉ nhớ có hai người rất hung hãn tới sân họ đâu họ đã đi rồi chắc ngày mai họ sẽ quay lại sao chị không đưa số thẻ cho tôi tôi sẽ gửi tiền cho chị chị trả lại tiền họ sẽ không đến nữa mẹ ơi đưa cho chú đi chú không phải người xấu sẽ không nói dối con không biết đâu quay lại làm bài tập đi Lộc lộc cháu không sao chứ. Cháu khỏe. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chú sẽ ghé qua kiểm tra bài tập. Được rồi. Trương Thiến. Sao chị không tin tôi? Vì cậu chỉ là một nhân viên bảo vệ. Không bao giờ kiếm được 4 triệu. Chẳng phải tôi đã nói tôi có tiền tiết kiệm sao? Được rồi. Tôi biết cậu nghĩ gì. Được rồi. Tôi biết cậu nghĩ gì. Thành thật đi. Thực ra, Cậu tốt hơn mấy kẻ biến thái giả độc thân ca 10 năm. Vậy cũng được. Chị hiểu lầm rồi. Hiểu lầm. Vẫn giả vờ làm người tốt phải không? Được. 4 triệu. Tôi đợi cậu. Tôi muốn xem. Bảo vệ bé nhỏ lấy đâu ra nhiều tiền thế. Vương Việt nhanh chóng bỏ 4 triệu vào thẻ này. Chị Trương. Yêu cầu không thể được thực hiện trong một phút. Giả vờ khá tốt. Hãy rời khỏi nhà tôi. Không được bước vào nữa. Được, hôm nay tôi đến chỉ để nói điều này. Đừng lo. Tôi đã tìm được nơi để sống. Cậu nghĩ nên đi lừa một người khác. Chị có thể xúc phạm tôi. Phải chăm sóc lộc lộc thật tốt. Nó là con gái tôi. Không tốt với nó, thì tốt với anh ư ra ngoài ngay bây giờ. Nhận được 4 triệu nhân dân tệ. 1 2 3 4 5 6. 4 triệu. Chuyện gì vậy? Có ai chuyển nhầm không? Cậu ta có chuyện gì thế? Em không muốn số tiền đó nữa đâu, chị giữ lại đi, em sai rồi, sẽ không bao giờ dám quấy rối chị nữa, chuyện gì vậy? có phải cậu ấy không đủ khả năng để phẫu thuật vào tháng tới bây giờ tôi cũng đã nhẹ lòng rồi chị trương tôi thực sự phải rời đi bạn gái cậu à xin lỗi vì hôm nay đã hiểu lầm cậu không phải chỉ một hai lần tôi bị hiểu lầm giúp đánh thức hoàng mao cảm ơn rất nhất người sai là tôi cậu đừng rời đi đừng nghĩ nhiều tôi chỉ ở đây giúp chị cậu lâm đừng giận sống một mình mỗi ngày có thể cô đơn để tôi chăm sóc cậu thật tốt được rồi tôi có bạn gái rồi chị mặc vào đi mọi người nhìn thấy chết cũng không hết oan bên trong đang ướt đẫm tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt cậu có muốn thử không cậu chê tôi đúng không tôi không tin cậu có thể thoát khỏi tôi bắt được cậu chi phí y tế trong tương lai sẽ được giải quyết A à Lâm, anh mua bữa sáng rồi, món em thích. Anh sẽ đợi em ở nơi cũ. Anh Đông, công việc giao bữa sáng của anh quanh năm nhỉ? Ồ, cậu biết gì không? Đây là sự chân thành, hãy học tập nó. Cô ấy sẽ đến sớm thôi. Này, hỏi anh nhé. Giám đốc từ gần đây rất lịch sự với anh. Anh làm gì vậy? Không thể. Tôi thực sự không nói dối. Điều đó không thể. Sau khi ngày hôm đó, với tên đó, không trả thù đã tốt lắm rồi bây giờ gặp anh giống như gặp cha có gì đó lạ lắm này anh đông nhìn đi có chuyện gì vậy cái gì vậy người phụ nữ này anh phụ nữ là thế tôi giới thiệu cho người tốt hơn Thật đáng tiếc. Kiểm tra cho tôi. Lưu Nhược Lâm có rắc rối gì không? Lưu Tổng, tôi đã chia tay anh ấy. Để mẹ tôi đi được không? Tại sao? Không thể. Tôi chưa có được. Cô đừng hỏng. Lưu Tổng thật tốt bụng. Nhân viên bảo vệ tội nghiệp đã gặp rắc rối. Tôi đã từng nói rồi, cóc lại đòi ăn thịt thiên nga thiếu gia có rồi lưu quang định bắt cóc mẹ của lưu nhược lâm có vẻ muốn bắt cô ấy làm điều gì đó tôi hiểu rồi tôi giao gì ấy cho cô anh tần tô vũ có đầu tư vào dô che không tô vũ có đầu tư vào dô che không có đó, thiếu gia nắm giữ 20% cổ phần. Tôi đang ở với người đứng đầu họ lưu. Rút vốn đầu tư, thoái vốn ư. Họ xúc phạm cậu. Bảo rút tiền thì rút tiền, đừng hỏi nhiều. Tuân mệnh. Đồng ý làm bạn gái tôi. Còn ngại gì? Anh Lưu, tôi đồng ý, làm cho người ngoài xem. Vì tôi đã nói là để cho người ngoài nhìn thấy. Sao không thử nghiêm túc? Đừng tránh đừng quên mẹ cô vẫn còn trong tay tôi chỉ cần cô ngoan ngoãn tôi sẽ giữ an toàn cho mẹ cô nếu không tự chịu hậu quả anh đang thừa nước đục thả câu sao đây là văn phòng của tôi nếu tôi không để cô đi ai dám làm gì tôi tôi gọi cảnh sát gọi đi tôi xem bỏ tôi ra Đồ khốn, dám đánh tôi. Không quan tâm. Dám chạm vào người của tôi, phải chết. Hạ Đông, anh lại quên lời hứa với em. Vừa rồi hắn bắt nạt em. Em không muốn anh lo. Không liên quan. Nghe chưa? Cô ấy nói không phải là người phụ nữ của cậu. Là của tôi, cậu đang trên ngang đấy, có tin hay không? Tôi tống cổ anh đi, anh Lưu. Kệ anh ta. Lần trước đã cãi lời tôi ở bệnh viện đánh giám đốc an ninh của tôi. Cậu còn làm thêm trò gì nữa? Anh Lưu. Chỉ là nhân viên bảo vệ. Bình tĩnh đi. Được. Bây giờ quỳ xuống. Nói xin lỗi ba lần. Có lẽ tôi sẽ tha thứ. Để tôi quỳ xuống. Anh chịu đựng được không? Thằng nhóc sắp chết mà vẫn nói hay. Chưa biết ai sẽ chết. Tiểu Đông. Xin lỗi đi. Nhanh chóng xin lỗi Lưu Tổng. Nếu không anh sẽ mất việc, bây giờ xin lỗi anh ta, sợ ngày mai anh ta không qua khỏi. Nếu hôm nay cậu không dám xin lỗi, tôi sẽ đánh gãy chân cậu. Tiểu Đông, Lưu Gia là gia tộc lớn ở Đông Sơn, không thể xúc phạm. Đếm từ 1 đến 2, Lưu Gia sẽ rời khỏi thành phố Đông Sơn ngay. Thế nào rồi? Thiếu gia đã sắp xếp rồi. Các thủ tục thoái vốn đang được tiến hành. Trong vòng một phút, nếu tôi không nghe về việc thoái vốn của Lưu gia thì liệu đấy, không biết cậu đang gọi ai. Nói hay lắm, toàn bộ Đông Sơn cũng không lại Lưu gia chúng tôi. Anh sẽ phải tin thôi. Tôi nhổ vào. Được thôi. Sao vậy, còn dám hỏi chuyện gì à? Lại tự gây rắc rối. Mày lại xúc phạm ai rồi? Công ty phía Nam vừa bị niêm phong tô vũ cũng thoái vốn lưu gia sắp kết thúc rồi gì cơ bố tập đoàn tô vũ thoái vốn ông tần muốn rút vốn chuyện này nghĩ đi gần đây mày đã khiêu khích tổ tông nào không có ai đánh rắm tô vũ nói mày là người gây dối các doanh nghiệp nhỏ đang hợp tác với lưu gia biết việc thoái vốn cũng đang hỗn loạn thảo luận về việc chấm dứt hợp tác đồ khốn lần này chúng ta gặp rắc rối lớn chẳng lẽ thật sự là cậu ta cậu vừa gọi cho ai thế không cần biết cậu biết ai ở tô vũ không tôi vừa nói chưa biết ai sẽ chết anh tin chưa giám đốc lưu tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu ấy cô ra ngoài đi anh lưu anh có chuyện gì cần nói với anh ấy một số vấn đề cá nhân xin cô đấy anh lâm đi 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 tôi sai rồi hãy cho chúng tôi đường sống tập đoàn Che còn giữ được không rõ ràng là tôi đã sai không phải anh vừa nói là muốn giết tôi sao ngay tại đây đến đi anh lâm em sai rồi dám chạm vào người phụ nữ của tôi gan đủ lớn đấy cỏ đã mọc trên mộ người cuối cùng chạm vào a lâm anh nghĩ anh sẽ như nào làm ơn tôi đã sai rồi tôi xin anh làm ơn tôi biết lỗi rồi được rồi tôi sẽ tha cho anh lần này nếu còn một lần nữa đừng lo sẽ không tôi đảm bảo toàn bộ tập đoàn zuche sẽ không dám nữa mẹ của lưu nhược lâm sao anh ta biết được hiểu lầm rồi tôi sẽ yêu cầu thả bà ấy Sao không có ai trả lời điện thoại? Đừng gọi nữa, người đã biến mất rồi. Biến mất? Thế là đủ rồi. Nếu dám làm gì nữa thì biết tay tôi. Không còn nữa. Sẽ không bao giờ, đừng lo lắng. Tuyệt đối không. Cậu ta này đến từ đâu? Anh ta đe dọa anh sao? Không. 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 Vậy anh ta nói điều gì? Sau khi em rời đi, anh ta đã quỳ xuống và xin lỗi. Anh nghĩ anh ta chân thành, tha thứ rồi. Anh Lưu, quỳ xuống xin lỗi anh. Sao có thể? Tại sao anh phải nói dối? Để anh kể cho em một bí mật. Một mình em thôi. Bí mật gì? Thực ra anh là ông chủ trẻ của tập đoàn Tô Vũ. Tô Vũ thoái vốn đầu tư tập đoàn Zoche. Là anh. Anh biết Tô Vũ giàu đến mức nào không? Sao có thể? Đế chế siêu kinh doanh với tài sản hơn 1.000 tỷ. Anh thực sự nói rằng là ông chủ Tô Vũ. Sao không nói anh là hoàng tử Dubai? tại sao hoàng tử dubai này thực sự không giàu bằng anh thiếu gia tôi xin lỗi chuyện gì đã xảy ra không thể thoái vốn khỏi Chê. đây chính là ý của bà cái gì bà đã ra lệnh kể từ khi anh bị đuổi không còn quyền sử dụng bất kỳ quyền lực nào của gia đình Ai dám vi phạm? Giết không thương tiếc. Tội lớn, xin hãy tha thứ. Nếu là ý của mẹ tôi, thế thì quên nó đi. Bỏ qua. Tôi sẽ suy nghĩ. Thiếu gia, chỉ là một tổ chức bên đó. Dám ngăn cản tôi. Tôi ngu dốt, Không thể mang kẻ phản bội quay về. To gan. Giết ông để làm gì? đứa trẻ đó vẫn đang rất vui vẻ cảm ơn chủ nhân ông nói cậu ta không phòng thủ chỉ đánh một chiêu trình độ tu luyện hiện tại không đo được không biết sức mạnh ấy là gì cậu ta đã hồi phục khá tốt trong ba năm qua có điều gì đó không ổn tại sao cậu ta lại rơi vào bẫy của chủ nhân nói một cách logic nên bị cấm toàn diện như những vị thần bất tử trên đảo luôn bảo vệ cậu ta tên trộm đó đã được bảo vệ thật nghịch ngợm họ sẽ phải trả giá người anh em của tôi sẽ sống mãi sẽ ở bên chúng ta trong những trận chiến tôi đã biết có thể bắt được kẻ phản bội lâm hạ đông tôi sẽ cố gắng tiểu đông thẻ này chứa toàn bộ tiền tiết kiệm của em dù không nhiều nhưng có hơn một triệu anh cầm nó Đi thật xa Đừng quay lại nữa Tính của Lưu Quang Định Có thù ác trả Đụng hắn sẽ không dễ được tha Coi số tiền này như phí chia tay Cầm lấy nó Tìm một nơi không ai quen ai Bắt đầu lại cuộc sống mới Miễn là không lãng phí Làm kinh doanh nhỏ Sống quãng đời còn lại bình yên là đủ Từ đã Em đang đuổi anh đi Em không muốn vậy Em không làm gì được, xin lỗi Nếu không, em không biết làm gì cho anh an toàn xin lỗi những giọt nước mắt em rơi vì anh anh phải bảo vệ em suốt đời không đi đâu cả anh muốn ở lại cùng em làm mọi thứ trừ khi em đi cùng anh sẽ không rời đi anh biết em ghét điều gì nhất không anh tùy tiện anh làm được gì khác ngoài nhân viên bảo vệ anh nói bảo vệ em anh dùng gì bảo vệ em dựa vào cái miệng này có 2 tỷ trong thẻ này. Có 2 tỷ trong thẻ này. Tiền tiêu vặt của anh. Có lẽ không nhiều, nhưng đủ nuôi em cả đời, 2 tỷ. Nếu không tin, có thể kiểm tra. Em biết đàn ông muốn giữ thể diện. Nhưng nếu anh không muốn rời đi, thì không rời đi, nhưng hứa với em, Lưu tổng lần sau sẽ gây rắc rối. Anh có chịu được không? Được rồi, anh hứa. Anh hứa với em. Bố, nghiêm túc chứ. Tô Vũ thực sự không rút đầu tư, không những không rút vốn. Còn quyết định đầu tư thêm 2 tỷ nhân dân tệ. Định nắm giữ 45% cổ phần của công ty. Dựa vào cây lớn này. Khi niêm yết thành công, giá trị thị trường ít nhất có thể gấp 3 lần. 3 lần. Bố, chúng ta sẽ trở nên giàu có. Ta cũng đã điều tra trước đó. Không phải đã xúc phạm một ai đó. Nhưng họ muốn thử lòng con. Xem có thể chịu đựng được không? suy cho cùng là chủ tịch tương lai. Anh Tần làm việc rất thận trọng phải không? Nếu không thì, làm sao ai đó có thể chỉ đạo một công ty đa quốc gia như Tô Vũ được rồi? Ta đang chuẩn bị cho việc niêm yết. Lâm Hạ Đông Đồ khốn Dám giở trò đổi bại với tôi Anh nói khi hai ta già đi mọi chuyện sẽ như nào chưa biết được lỡ ngày nào đó cô lưu thay đổi ý định thì sao yêu anh chàng đẹp trai khác anh chắc chưa làm sao có thể nếu một trong chúng ta thay lòng đổi dạ đó phải là anh tại sao cái miệng của anh không phải tốt lắm sao anh còn không thể dỗ em bằng nó sao có thể dỗ người khác anh dám không không chị trương tôi đã nhìn thấy cậu từ xa là định mệnh đi với bạn gái à cũng không đẹp lắm không lớn bằng của tôi tại sao chị muốn gì không có gì không thể tìm cậu sao chung sống đã lâu cậu không có tí tình cảm nào sao thực sự không thật là một trái tim lạnh lẽo không sao cảm xúc có thể được nuôi dưỡng từ từ này chị Cảm xúc có thể được nuôi dưỡng từ từ. Này chị, tôi là... là chủ nhà của anh. Chủ nhà. Trước đây anh thuê nhà của cô ấy. Đừng hiểu lầm tôi. Tại sao? Đừng ngại. Đồ khốn nạn. Đợi đã, cô bé thật sự rất trẻ. Chị Trương. Đừng đi. Chị định làm gì vậy? Sao cậu tức giận vậy? Muốn cậu dành thời gian hơn cho tôi và Lộc Lộc. Cậu không biết lộc lộc nhớ, cậu thế nào? Đừng dụ dỗ tôi nữa. Nếu không, chi phí y tế tháng tới sẽ không được thanh toán. Tới đây. Dương thiếu gia, mời uống trà. Tiểu Dương đã lớn quá rồi. Thật tài giỏi. Đây là loại trà gì? Nếu gì thích uống trà, Tôi sẽ cho người mang tới. trà tuyệt đỉnh. Cảm ơn cháu. Chắc không hề rẻ phải không? Không sao. Một lượng khoảng 500 ngàn. Ôi cháu trai của tôi, thật hào phóng. Được rồi. Dì cũng biết mục đích đưa nó đến thành phố Đông Sơn lần này. Nhược Lâm. Nó không biết chúng tôi đến à. Biết biết. Nó đang về. Sẽ nhanh thôi. Mọi người uống trà trước nhé. Con bé không có ý kiến phải không? Không vấn đề gì. Nó không có ý kiến. Cưới Tiểu Dương là điều tốt. Đó là phước lành của nó. Tất nhiên là thế rồi. Nhược Lâm lấy Tiểu Dương. Sẽ được hưởng vinh quang và sự giàu có vô tận trong tương lai. Đúng vậy. Tiểu Dương không chỉ đẹp trai. Còn trẻ trung và đầy hứa hẹn. Lại là chủ tịch khi còn trẻ. Giá trị tài sản dòng đã hơn 100 triệu. Đã là chuyện khi nào rồi? Bây giờ ít nhất là 5 tỷ. 5 tỷ thì tuyệt vời. Đây không là gì cả, đợi đến năm sau khi công ty niêm yết. Có thể nhân đôi một lần nữa. Không phải là tài sản hàng chục tỷ sao. Mẹ. Con gái tôi đã trở lại. Để mẹ giới thiệu. Dì đã nhìn con từ nhỏ tới lớn, con nhớ không? Hôm nay con bé vừa đi công tác xuống máy bay xong. Xin chào gì, không gặp con vài năm. Đã thành một cô gái lớn. Thật không tệ. Ờ, chào cô Lưu. Đây là người mẹ muốn giới thiệu. Tiểu Dương. Gì vậy? Tiểu Dương. Là cháu trai gì, cứ gọi là Thanh Ngọc. Nhược Lâm. Các con bằng tuổi. Thằng bé hiện là chủ tịch tập đoàn Dương. Con thấy sao? Chúng ta đều là một gia đình. Không ai người lạ. Dì nói cho cháu nghe. Cháu trai gì? Mọi thứ đều tốt. Chỉ không biết cách hẹn hò với con gái thôi. Nếu hai đứa đến với nhau, con hãy chịu đựng nó nhé. Dì nói đúng, thật mong chờ. A Lâm lấy được Dương Tổng. Là phước lành con bé có ở kiếp trước, cưới anh ta. Có người tốt muốn cưới con, còn giữ thể diện cái gì? Nhưng, mọi người đều biết nhau. Rất vui được gặp cô, cô Lưu. Xin chào anh Dương. Cậu đang làm gì vậy? Hân hạnh gặp cô. Cái đó. Cô thật đẹp. Cảm ơn đã khen. Nhưng tay tôi. Vậy đi. Ngồi đi. Nói chuyện nào. Nhìn kìa. Tôi nói mà. Tiểu Dương. Ít hẹn hò với các cô gái. Thằng bé. Nhìn thấy người nó thích. Lại không dám buông tay. Nhược Lâm. Con thấy Tiểu Dương sao? Mẹ. Anh Dương, anh rất tốt. Nhưng tôi đã có bạn trai rồi. Cái gì? Sao cô còn muốn ghép hai đứa nó? Đang đùa chúng tôi hả? À? Không phải. Đừng tức giận. Sao vậy? Con đang nói gì vậy? Tên bảo vệ hôi hám đó, bạn trai của cô sao cơ? Nhân viên bảo vệ. Đừng nghe con bé nói, đó là một bảo vệ nhỏ trong công ty con bé chỉ biết làm phiền nhược lâm mỗi ngày không phải yêu đương với điều kiện của nhược lâm sao có thể yêu cậu ta thật sao cô lưu tiểu đông anh ấy là của con con phải nói bao nhiêu cho nên trong mắt cô lưu tôi không bằng bảo vệ vì thế trong mắt cô lưu tôi còn tệ hơn cả một nhân viên bảo vệ con đang nói vớ vẩn gì vậy tiểu dương để ý là phước lành Tiểu Dương, thực sự xin lỗi. Con bé được chiều từ khi còn nhỏ, đừng để bụng. Thanh Ngọc của chúng ta ở đâu? Ta đến vì lợi ích của con. Sao con lại như vậy? Mau xin lỗi. Tại sao con phải xin lỗi? Con không làm gì sai cả. Con dám bướng bình sao? Con là con ruột của mẹ. Lại giúp người ngoài bắt nạt con. Nói chúng tôi là người ngoài. Không không. Con bé không thể. Được rồi. Vì cô Lưu không muốn gặp chúng ta lắm. Chúng ta đặt máy bay quay về. Đi thôi. Tiểu Dương. Tiểu Dương. Xin lỗi, xin lỗi. Tiểu Dương, không được rời đi. A à Lâm đã nói vậy rồi. Chúng tôi quay về trước. Thật không thức thời. Vô nghĩa. Không được. Tiểu Dương, Di sẽ thuyết phục con bé. Được rồi. Mẹ có sao không? Xin lỗi mẹ tôi. Muốn tôi xin lỗi. Anh đã đẩy mẹ tôi xuống. Không sao thiếu gia cũng không có ý đó. Không ai dám thua lỗ với tôi như vậy. Cả hai người vô ơn. Còn nghĩ đây là họ lưu 10 năm trước à? Nếu không phải vì gì tôi, tôi sẽ dọn dẹp các người sạch sẽ. Được rồi. Kệ họ. Về đi gì sẽ giới thiệu cho con người khác tốt hơn. Còn nhà họ lưu thì sao? Có mà không biết trân trọng. Ban đầu tôi muốn cho cô cơ hội để quay trở lại. Thật xui xẻo. Gì à? Đi thôi. Đợi đã muốn rời đi sau khi đánh người anh là ai vậy a à, lâm em ổn chứ tôi biết rồi là bạn trai của con khốn này nhân viên bảo vệ kiểu gì vậy tôi nói này tên tôi là lâm hạ đông chồng của lưu nhược lâm ai dám ức hiếp cô ấy sẽ chết tôi nói này lâm hạ đông chồng của lưu nhược lâm ai dám ức hiếp cô ấy sẽ chết giọng điệu của cậu chỉ là một nhân viên bảo vệ hôi hám có gì hay sao hôi hám không tự xem lại chính mình có so được với tiểu dương rời khỏi nhà tôi ngay cậu không được phép anh ta không thể rời đi không phải anh vừa nói ai chạm vào người phụ nữ của anh sẽ chết sao tôi muốn xem hôm nay tôi chết như thế nào vì cậu muốn chết anh bỏ tôi ra bảo vệ hôi hám nhanh chóng buông ra tiểu ngọc con ổn chứ tiểu dương con ổn chứ đồ hôi hám có biết đây là ai không ai quan tâm tôi vừa nói kẻ nào dám ức hiếp a lâm sẽ phải trả giá kẻ nào dám ức hiếp a lâm sẽ phải trả giá chết tiệt cẩn thận tên khốn anh xám tôi là thiếu gia dương gia toàn bộ thành phố đông sơn không ai dám chạm vào nhà họ dương tôi có thể giết anh chỉ bằng một cuộc điện thoại xin lỗi tôi chưa bao giờ nghe nói cả cậu còn nói được cậu nghĩ có thể sống sót rời khỏi đây à anh dám giết tôi tôi không thể làm gì tiểu tử ngươi dám đắc tội dương ra sao có biết hậu quả không vậy có biết điều gì sẽ xảy ra nếu xúc phạm tôi không một nhân viên bảo vệ có thể làm gì thiên lam cậu dương đây vẫn có một số kiến thức cậu biết thiên lam vậy có biết kết quả là gì không anh là người của thiên lam phải không nói cái gì vậy tiểu tử cậu chờ chết đi đánh người nhà họ dương nhà họ dương sẽ giết cậu gì gì đừng nói nữa tiểu ngọc sao con phải sợ một tên bảo vệ không thể xúc phạm người của thiên lam biết tôi đến từ thiên lam nên biết hậu quả sẽ ra sao xin lỗi tôi đã sai rồi con là chủ tịch dương người phải xin lỗi không phải tôi là cô ấy. Tôi xin lỗi. Tôi đã sai rồi, cô Lưu, đợi cô ấy tha thứ thì mới được đứng lên. Con mau tha thứ. Họ đã làm đến bước này. Đừng làm lớn chuyện nữa. Được vậy tôi hỏi. Vừa rồi anh làm gì, A à Lâm à? Là lỗi của chúng tôi, cứ coi như gì van xin con, bỏ qua cho nó. Có cần mẹ quỳ xuống xin con không? Được rồi. Dậy đi. Cảm ơn cô Lưu nhanh biến đi được cảm ơn anh anh đã nói sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời mà em phải làm gì bây giờ hãy nghỉ ngơi thật tốt trước nhé anh có chút việc tiểu tư tôi đông ca đây anh đông tôi đang bận chút việc có gì gấp sao lát tôi sẽ gọi lại cho anh được Sao cơ? Giúp tôi đáng gãy chân một người. Ai chọc anh thế? Đại thiếu gia Dương gia, Dương Thanh Ngọc. Vậy đi. Được. Đúng rồi. Xe sẽ một chút. Anh Đông, đừng lo. Tên đó làm gì chọc tức anh Đông nhỉ? Anh Đông có phải là người rất quyền lực không? Đừng nói vô nghĩa, anh Đông rất khó đối phó. Ở thành phố Đông Sơn có ai giỏi hơn anh không? Tôi là ai? Có nhiều người tốt hơn tôi. Nói lại, anh Đông vừa bảo tôi đánh quẻ chân người đó. Nhưng không nói đó là trái hay phải. Dương Thiếu có bao nhiêu chân? Vậy anh tự chọn. Không, Em không hiểu anh Đông. Nếu trái hay phải, chắc chắn sẽ nói rõ với tôi. Anh ấy không nói điều đó. Tôi hiểu rồi, không nói gì. Chắc là chân giữa. Tôi thật thông minh. Ra đi không cần trốn. Cậu cũng tinh ý đấy cho vật này cũng dám thử tôi. Bớt nói vô nghĩa, có người trả tiền cho cánh tay phải của anh. Bao nhiêu? Có biết tôi là ai không? Chỉ là một tên bảo vệ hôi hám. Anh em đừng nói nhiều nữa, nhanh lấy tiền. Tha mạng. Ai thuê mấy người? Không thể nói. Nếu nói chúng tôi sẽ chết. Nếu không nói. Đừng hòng sống sót, dừng lại, hãy để tôi đi. Đại thiếu gia mua cánh tay của anh với giá 100.000 tệ. Nhà họ Lưu. Lưu Định Quang. Đúng vậy, như nhân viên bảo vệ. Đừng đối phó, anh sẽ không ổn đâu. Cút đi. Đừng để tôi thấy lại. Tiểu Dương, xin lỗi. Gì không biết, đứa con gái của gì? lại dám đi cùng tên bảo vệ ấy. Được rồi, Đinh Tiết Xuân, tôi nói gì? Nếu có chuyện gì với Dương Thiếu gia, họ lưu chờ được chung cùng gì? Tôi thấy con gái gì có mối quan hệ tốt với anh ta. Đừng như vậy. Xin lỗi. Tôi đáng chết. Chết tiệt. Được rồi. Anh bảo vệ đó lợi hại quá, chúng tôi không đấu lại. Dương Thiếu, tôi sẽ gọi cậu ta đến xin lỗi con. Nhược Lâm. Đến bệnh viện ngay hoặc mẹ sẽ chết vì con. Có chuyện gì? Sao vậy? Anh vẫn ở đây. Đừng nói nhảm nữa, lên xe đi mẹ vừa gọi cho em. Đến bệnh viện. Xin lỗi tên họ Dương đó. Anh đi cùng em, nếu gì muốn xin lỗi thì cứ để gì làm, chúng ta đi làm gì? Rốt cuộc anh cũng đánh người ta. Đi thôi. Quên đi. Đánh anh ta. Dạy cho anh ta biết điều. Rằng đánh phụ nữ là sai trái. Mẹ em đã dọa chết rồi. Lên xe đi với em. Được thôi anh có thể xin lỗi. Nhưng xem anh ta dám nhận không. Nhược Lâm nói sẽ đến ngay. Nếu xin lỗi một cách không thành thật. Lo hậu sự cho Lưu Gia dần đi. Thực ra, tôi thì không sao. Nhưng nếu bố và chú tôi biết, tôi bị đánh vì con gái của gì, Lưu Gia sẽ biến mất. Tiểu Dương, đợi một chút để A Lâm quỳ xuống xin lỗi con được không? Còn cả, mọi chi phí y tế khi nằm viện sẽ do gì chịu? Ai quan tâm đến mấy đồng tiền đó? Sao anh đến đây? Tôi đến đây để xin lỗi anh Dương. Ồ, đây không phải là tên bảo vệ hôi hám sao? đánh người xong có biết cách xin lỗi không nói cũng đúng tôi đang đến xin lỗi đây anh nói gì vậy không có gì tôi hơi mạnh tay anh thông cảm thái độ của tên đột nhiên thay đổi rất nhiều chắc hẳn đã biết tôi là người chiến thắng thiên lam cũng chỉ đến thế này dương thiếu gia Chuyện hôm qua là lỗi của tôi, mong anh bỏ qua cho, tôi xin lỗi. Không dễ dàng như vậy. Cô nói gì? Không phải xin lỗi rồi sao? Anh nghĩ sao? Nếu là tôi, tôi sẽ quỳ xuống xin tha thứ. Cậu muốn làm gì? Tôi nói cậu, xúc phạm đến Dương gia, đừng mong sống tốt. Tôi thấy tôi vẫn sống tốt. Thằng khốn, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ anh đi ra ngoài đi, em tưởng anh sẽ thay đổi câu chuyện. Giờ nói như thế này, đợi đã. Mấy người nhìn đi, chuyện ngày hôm nay. Tôi sẽ dọn dẹp sớm. Tiểu tư, hiệu quả công việc của cậu thực sự rất chậm. Anh Đông, phải làm sạch sẽ. Tôi đã suy nghĩ cả đêm hôm qua. Làm gì? Đừng lo. Bây giờ tôi đã đến bệnh viện đợi tin vui của tôi nhé tôi thật trùng hợp tại sao chị ở đây tôi có lịch hẹn bác sĩ khám bệnh cậu thì sao tôi không phải tôi đang đợi người không có chuyện gì thật tuyệt hãy đi cùng tôi để kiểm tra tôi rất ngại kiểm tra cái gì tất nhiên là nó dương thiếu tiểu đông anh ấy không biết gì nếu anh ta không biết gì vậy còn cô vì gì đinh hôm nay tôi sẽ cho cô cơ hội để sửa đổi những lỗi lầm làm cho tôi cảm thấy thoải mái ở đây thì chuyện này kết thúc phục vụ tôi đừng hòng dối trá mau lên tôi đến đây để xin lỗi anh không phải như vậy xúc phạm dương gia cô có thể sống tốt ở thành phố đông sơn không tôi đang cho cô một cơ hội Tôi đã có bạn trai rồi. Hơn nữa, dù không tôi cũng không ở bên anh. Cô nói gì? Dương Thanh Ngọc. Tên tôi cũng dám đọc. Ai cho anh? Gọi tên tôi. Xin lỗi, trưởng khoa đã đi ra ngoài. Anh ấy đặc biệt sắp xếp tôi chăm sóc anh. Để tôi kiểm tra cho anh. Kiểm tra đi. Tại sao tôi lại bị nặng như vậy? Bị ngoại lực tác động vào vùng bụng dưới. Hỏng mô mềm. Mặc dù bề ngoài có vẻ không có vấn đề gì, nhưng nếu không phẫu thuật kịp, phải cắt cụt, cắt cụt gì? Bác sĩ, ông có nhầm không? Chỉ là vết thương ngoài da thông thường. Đừng bao giờ đoán mò trong lĩnh vực y tế, không nhầm. Nếu không điều trị, của anh phải bị cắt cụt. Im miệng. Nếu cậu có thể tin tưởng tôi, sẽ phẫu thuật ngay bây giờ. Nhưng tôi vừa bị đánh. Có được không? Nếu không tin tưởng tôi, có thể mời chuyên gia đến. Nếu tôi chẩn đoán có gì đó không ổn, tùy anh xử. Nhưng điều này, dường như, anh vẫn chưa tin về trình độ y khoa của tôi. Tôi sẽ làm thủ tục chuyển nhượng ngay. Đợi một chút. Không có bác sĩ khác có thể điều trị bệnh này. Không khiếm tốn. Tôi là có chuyên môn nhất ở đây. Nếu tôi không dám phẫu thuật, không có ai dám. Cho người lên thay tôi chăm sóc bệnh nhân. Đừng. Tôi tin anh phẫu thuật cho tôi. Được rồi. Cô ra ngoài trước được không? Tôi cần yên tĩnh. Ở đây sao? Vâng, tiểu phẫu có thể ngay ở đây, nếu thêm một số thủ tục trì hoãn thời gian, chân anh có thể. Sao còn đứng đó, cô đi ngay đi. Đã sẵn sàng phẫu thuật, tất cả các thiết bị. Đi với tôi đi, sẽ không lỗ đâu. Tôi có việc khác phải làm, tôi phải đi trước. Nói dối. Hai người làm gì thế? cô gái đã quay lại anh ta sao rồi sắp phải tiểu phẫu em phải ra ngoài trước phải phẫu thuật ư em cũng không biết nghe bác sĩ nói việc này khá khẩn cấp vậy à đừng nói nữa đi cùng tôi nhé không sao đâu làm gì vậy thả anh ấy ra cũng có gần ấy tôi không liên quan gì đến chị tránh xa tôi ra ôi chúng ta đã sống với nhau lâu như vậy cậu nói gì vậy nói linh tinh cái gì vậy Chú ý đến những gì em nói nhé cô gái nhỏ, tôi bảo. 10 năm trước, tôi thậm chí còn không bằng cô. Bây giờ tôi lớn hơn một chút. Nhưng tôi có mọi thứ cô có. Và tốt hơn cô. Đừng nói vớ vẩn. Tôi biết mọi chuyện, cô là chủ nhà của anh ấy, đừng làm phiền anh ấy nữa. Tôi đã kiểm tra. Tôi sẽ ở bên cậu cả đêm, tôi đảm bảo cậu không thất vọng tôi thực sự không hứng thú với chị không sao cả tôi nói chị biết người đàn ông của tôi đừng cố cướp anh ấy đi chỉ trẻ hơn chút thôi có gì tuyệt vời thế đây là gì đây là tiểu phẫu mà thuốc gây mê phẫu thuật nhỏ vẫn cần dùng dao kéo nên cần thiết đợi thuốc mê hết tác dụng rồi mới làm các thứ vô dụng nhanh lên tôi có việc quan trọng Đúng rồi. Phẫu thuật này có ảnh hưởng đến chức năng đó không? Đừng lo lắng. Sau khi phẫu thuật xong tôi sẽ cho anh 20 vạn. Này này. Có thể hút thuốc khi phẫu thuật. Đừng làm ẩm lên thế. Chỉ là một cuộc tiểu phẫu. Không cần oxy. Tôi còn hút thuốc. Là để chờ thuốc mê tan nhanh. Nếu không phẫu thuật lúc thuốc chưa tan. Anh đau chết anh. Bác sĩ, ngực tôi cảm thấy hơi khó chịu. Xin hãy giúp tôi, không phải việc xếp giao. Gì cơ? Ý tôi là, tôi là bác sĩ phẫu thuật. Anh nên đến khoa tim mạch. Tim mạch gì? Bệnh viện có khoa này không? Đây là khoa tim mạch. Ồ vâng, khoa tim mạch. Anh có phải là bác sĩ không vậy? Nói gì vậy? Không phẫu thuật nữa. anh nói nhiều rồi dù làm như vậy có hơi trái đạo đức nhưng tôi là một người vô đạo đức tôi sẽ lấy chân của anh trước mẹ kiếp nó nhỏ quá đã lớn lên chưa anh em hãy kiên nhẫn rồi sẽ qua thôi anh đông đã làm được rồi à rất tốt chân trái hay chân phải anh đông tôi biết anh nhất định là cố ý mà không nói gì chắc chắn đang thử thách tôi lần này không làm khó em được không trái không phải nó phải là cái ở giữa thông minh không thật đáng tin mà chuyện gì vậy không sao đâu giấu giấu mỗi ngày em có chuyện này bạn thân em đã gửi wechat mời đi ăn tối anh đi cùng em được rồi Em nói anh. Bạn thân của em xinh quá. Đừng bị cam rỗ. Được. Chuyện gì vậy? Sao lại mất tập trung vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Không sao, chỉ hơi phấn khích chút thôi. Gặp bạn thân em, em mặc kệ anh. Tại sao? Biết lý do tôi gọi cậu đến đây không? Tôi biết. Giết anh ta. Chỉ cần giết được hắn, tôi sẽ phong cậu làm trưởng lão vĩ đại của tổ chức. Cậu còn muốn gì? Phụ nữ, tiền Và mọi thứ về tổ chức Tôi muốn tất cả Chỉ cần giết được Lâm Hạ Đông Tất cả những điều kiện này được đồng ý Chờ tin tức từ tôi trong vòng 10 ngày Sao mặt anh xấu thế? Đi với em, không vui à? Không có gì, Sao có thể? Anh vui lắm, em nói anh, gặp bạn em. Hãy ăn nói cẩn thận, chú ý đến điều gì. Đừng nói điều không nên. Đi và ăn một bữa, được. Lưu Tổng, tối nay cô rảnh không? Đi ăn tối cùng tôi. Thực sự xin lỗi. Tôi đã hẹn với một người bạn tối nay. Người bạn nào? Là Lâm Hạ Đông. Không, là bạn thân của tôi lâm hạ đông không ở cùng cô sao tôi đã không gặp anh ấy vài ngày rồi được lắm những kẻ đó làm việc được đấy có gì tuyệt vời thế không sao đâu nhược lâm cô tính sao làm việc chăm chỉ cuối năm vị trí phó chủ tịch của công ty được dành riêng cho cô đừng làm tôi thất vọng cảm ơn lưu tổng tôi sẽ làm tốt không phụ lòng anh Tại sao Lưu Tổng lại gọi cho em? Có lẽ muốn thăng chức cho em. Vậy thì tại sao? Có thể là anh ta đánh giá cao em. Thế không tốt sao? Anh ấy nghĩ anh chắc hẳn có chuyện gì đó. Đợi đã. Đôi khi sống trong lo lắng cũng không phải là điều xấu. Có vẻ như anh rất thông minh. em gái lái xe kiểu gì vậy em gái có ổn không tôi ổn tôi xin lỗi các anh bây giờ tôi sẽ gọi cho công ty bảo hiểm tôi sẽ bồi thường mọi chi phí được mọi người vẫn ổn xuống xe kiểm tra đi xe có bị sao không cảm ơn đi cùng anh không em gái đi không có giá đó hợp với khẩu vị của tôi rút lại lời ông vừa nói nếu không tôi chặt tay ông con chó hoang đến từ đâu muốn cắn tôi tiểu đông đừng quên lời hứa lúc trước đồ vô dụng tận dụng cơ hội này cho em nhìn thấy bản chất của xã hội anh lớn này tôi vừa nói tôi sẽ gọi công ty bảo hiểm mọi chi phí sẽ do tôi chịu ngoài ra tôi cũng sẽ bồi thường nhưng cảnh cáo đừng chạm vào tôi không tôi sẽ gọi cảnh sát, chị này. Đó là lỗi của cô. Tông vào xe của chúng tôi. Tôi vẫn chưa gọi cảnh sát. Cô cần gọi cảnh sát. Thật quá tàn nhẫn. Anh nói đi. Bao nhiêu? Tôi chuyển cho anh. Tôi không đăng ký bảo hiểm. Không gọi cảnh sát. Nói gì vậy? Vì là một cô gái trẻ. Tôi sẽ không đòi thêm. 5.000 Tôi sẽ chuyển nó cho anh ngay bây giờ. Không phải 5.000 5 vạn sửa một chiếc xe lại đắt đến vậy, va chạm không nghiêm trọng. Chỉ bị chóc vài mảng sơn, đắt quá thì ngủ với chúng tôi một đêm. Làm ta cảm thấy thoải mái. Tôi sẽ không đòi tiền nữa. Em gái chọn đi. Hay chọn nộp thuế. Tùy em. Hai chúng tôi, cô đang ở thế bất lợi. Tôi trả tiền. Chúng tôi không ép buộc, là do cô lựa chọn. Có vẻ sợ hai chúng ta. Được rồi, cứ coi đó là một bài học. Em gái, nhìn thật xinh đẹp. Hãy để tôi hôn em. Tìm chết đúng không? Tìm chết đúng không? Cậu làm gì? Muốn bảo vệ? Biến đi. Tôi khuyên cậu nên tránh xa việc không phải của mình. Càng bao đồng càng chết sớm. Tôi đã cho cậu một cơ hội. Nếu tiếp tục đừng trách chúng tôi. Nhé, đang tìm chết tình. Chính cậu chọn nhé Cẩn thận Có biết tôi là ai Không quan tâm Bạn đi trên đường và hỏi tên tôi Thái Hồ Hoa Ngay cả họ Dương ở Đông Sơn cũng phải cho tôi chút mặt mũi Nhân viên bảo vệ của Dô Che nhỉ? Tôi bảo cậu Giám đốc từ là sếp của tôi Hôm nay tôi bị dụng một sợi tóc Cả gia đình cậu sẽ chết Từ Dĩ Phong Từ Dĩ Phong Đúng, đang sợ phải không? Thả tôi đi ngay. Khôn ngoan nó. Giờ hãy quỳ xuống ba lần. Để cô gái này ngủ với tôi một đêm, chuyện này coi như xong. Nếu không, nếu tôi gọi điện thoại, cả gia đình cậu sẽ chết. Đừng nói nhảm, hãy gọi ngay và yêu cầu họ từ đó tới. Cậu đang tìm chết đấy. Tôi sẽ đấu với mấy người. Đừng nói nhảm. Được. Cứ kiêu ngạo đi. Anh à em gặp một tên không có mắt có vẻ là nhân viên bảo vệ công ty anh đúng em đã gọi tên anh có chuyện gì sao anh tử này anh tử hôm nay anh tôi có việc bận đừng để tôi thấy cậu nếu không sẽ không tha đâu sao cứ như vậy muốn rời đi thế cậu muốn sao bắt nạt vợ tôi muốn chạy mà được à đây là cách giám đốc từ dạy dỗ cấp dưới à cậu thái hồ hoa phải không vậy thì sao chắc đầu ông cứng lắm muốn gì tôi cảnh cáo tôi sẽ gọi cảnh sát hồ đầu sắt chắc có kỹ năng đầu sắt tên khốn hôi hám đừng đánh đừng đánh nhau tôi không biết gì tên vậy mà không biết ư hồ đầu sắt không phải đầu sắt là đầu đồng tôi đầu hàng là tôi sai tên khốn nạn dám làm điều xấu tôi không phải không phải làm ơn cậu nói tôi là gì cũng được chưa xong đâu quên đi chúng ta vẫn phải đi ăn xin lỗi vợ tôi chị dâu tôi xin lỗi tôi đã sai ổi tha cho tôi đừng để chúng tôi gặp lại nếu không gặp đâu đánh đó. Được chào anh. Khiến em buồn cười đến chết. Người như vậy, không thể nhẹ nhàng, họ sẽ lần tới. Em không cố gắng xin lỗi đâu, chỉ cần một ít tiền, ai biết họ vô lý đến vậy. Bà cả của anh, giá như thế giới này đều tốt bụng như em. Thì tốt rồi, em luôn nghĩ thế giới này thật đẹp. Trong hầu hết các trường hợp, nhưng luôn có một số thứ tồi tệ cần được dạy dỗ. Cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay. Vợ anh lịch sự ghê, vợ anh là ai? Có một chỗ trống ở phía trước, trông khá lớn, dừng lại ở đó. Bị mù sao? Anh nói gì vậy? Do anh chặn đường chúng tôi. Cô gái này trông khá đấy. Mở mắt ra mà nhìn đi. Chỗ đậu xe độc quyền của cậu chủ. Không, tôi sẽ không đi. Anh tìm chỗ khác đi, tôi đi đây. Không dễ vậy đâu. Hoặc là đi chỗ khác. Hoặc là một nụ hôn. Thầy sao? Vinh dự của cô đấy. Tức thời đi. Chúng ta đi. Vợ à. Đợi anh chút. Nhanh lên đừng để cô ấy chờ. Anh. Xe màu cũng đẹp đấy. Có điều nếu không đi cũng vô dụng thôi. Đừng chạm vào xe của tôi. Đừng chạm xe của tôi. Được. Đợi đấy, tôi sẽ gọi người giết anh. Sao đây? Ông chủ, tôi đang ở trước tần viên. Tôi bị bắt nạt, hắn nói sẽ bẻ cổ ông chủ. Đợi đi ông chủ, tôi đang tưới. Ông chủ, chính là tên này vừa bắt nạt tôi, ông chủ phải giúp tôi. Ai cả gan, không phải hồ đầu đồng sao? Là anh ạ? À. Ông biết anh ta à Tên khốn này vừa bắt nạt tôi, phải chăm sóc anh ta thật tốt quy xuống và xin lỗi ra đây là em trai của ông quy xuống nhanh xin lỗi đi anh vừa nói rằng nếu hôm nay anh không giết tôi sẽ đổi thành họ của tôi anh à tôi có mắt như mù đừng chấp tôi tôi cũng không biết gì đứa trẻ này lâu không ra ngoài không biết đúng sai hãy tha cho nó hãy tha cho nâu tiểu đông sắp muộn rồi được rồi nhanh lên và lái chiếc xe tồi tàn này đi đi anh à xin lỗi tôi sẽ dạy dỗ lại đứa nhóc này sao lại đến muộn vậy có chút việc xin lỗi đây là tài xế của cậu à bạn trai của mình là nhân viên bảo vệ ở tập đoàn soche là nhân viên bảo vệ ở tập đoàn soche thật sao được rồi ngồi trước chẳng phải mình đã nói trước rồi sao mình giới thiệu cậu với triệu đại thiếu ra sao cậu mang anh ta đến triệu thiếu sẽ sớm đến mình cũng bảo là mình có bạn trai rồi mà như anh ta sao mình thích vậy hãy xem sau này như nào Nhược Lâm, cậu có biết, giám đốc Tô Vũ đang đến Đông Sơn để kiểm tra. Tô Vũ, Tần Lãng, cậu biết anh ấy à? Mình chỉ nghe tên thôi. Cậu không biết Tô Vũ mạnh đến mức nào sao? Người giàu nhất Đông Sơn cũng muốn gặp. Người nhà họ từ, đặc biệt chưa đãi anh ấy tại khách sạn quan hạo. Mời tất cả các chức sắc từ tỉnh Nam Trung Quốc. Từ gia đã là lớn nhất ở thành phố Đông Sơn. Anh Tần này thực sự có mặt mũi. Sao anh lại cười? sẽ thú vị hơn nếu chờ đợi. Cậu biết giá cho lời mời tham dự chưa? Giá bao nhiêu? Nó đắt thế nào? Ngay cả có tiền, chưa chắc đã được. Lời mời đó đã có giá này trên chợ đen. Một vạn. Chỉ là một lời mời, quá đắt. Người ở bữa tiệc đó, chọn bất kỳ một người cũng có giá trị trăm triệu. Ồ, giá như mình có thể nhận được lời mời. Thật tốt. Gặp một người trị giá hàng trăm triệu Triệu thiếu đến rồi Lại đây Triệu thiếu, rất vui được gặp Anh là triệu thiếu Cậu biết anh ấy à? Không biết Sao lại nói không biết? Không phải vừa gặp sao? Tôi có việc gấp Mọi người, tôi đi trước nhé Ngồi xuống đi Anh làm gì thế? Sao lại thô lỗ như vậy? Sao lại thô lỗ như vậy? Cầm miệng, chỉ là nhân viên bảo vệ. Sao vậy? Zoche à? Tôi nhớ triệu gia cũng có cổ phần tập đoàn Zoche. Nhân viên bảo vệ tại Zoche. Đúng vậy. Tôi đã suýt bị tên nhóc này lừa. Để tôi xem. Nhân viên bảo vệ nhỏ này như thế nào? Triệu thiếu. Đây là người của tập đoàn Che mà tôi đã đề cập. Lưu Tổng, anh thấy sao? Không tệ, Nhược Lâm, cứ tự nhiên. Hôm nay gọi cậu tới, chỉ để cho cậu gặp Triệu Thiếu. Tôi xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi. Có chuyện gì vậy? Là nhân viên bảo vệ nhỏ bé này sao? Không biết xấu hổ, làm phiền Nhược Lâm. Là loại người như thế nào? Có xứng đáng với Nhược Lâm như vậy không? Con cắp ăn thịt thiên Nga. Nhược Lâm, lời mời đó. Triệu Thiếu có. Nếu hai người đi cùng nhau, anh ấy có thể dắt cậu đi cùng chỉ cần cô theo tôi đừng nói một cả hai đều được lưu tổng thấy sao mình là vì lợi ích của cậu chỉ một lời mời nếu cô muốn tôi lấy cho cô gì cơ cậu có nghe thấy không anh thôi đi anh nói thật anh quen anh tần anh nói gì biết tần tổng sao đúng rồi tiểu tử cậu nói cậu biết tần lãng cậu còn không chạm được vào giày người ta xứng đáng sao còn diễn kịch anh còn trẻ đừng như vậy nếu nghĩ tôi đang đùa coi như tôi chưa nói nhân viên bảo vệ như anh khá giỏi khoe khoang thật là nếu anh có lời mời anh muốn gì tôi cũng cho được rồi đây là những gì cô đã nói cứ để anh ta nói đi tôi muốn xem liệu anh có thể nhận được lời mời không anh ấy chỉ là một nhân viên bảo vệ. Anh ấy không thể. Đừng nghe mấy lời đùa. Nhớ những gì cô nói. Xin chào, gửi cho tôi 10 lời mời từ từ ra, gửi đến nhà hàng Tần Viên trên đường Trung Linh ngay bây giờ. Diễn khá giống, tôi cũng gọi Tần tổng, 10 lời mời có giá trị bao nhiêu? Đừng giả vờ, cậu sẽ biết sớm thôi. Anh gây rối đủ chưa? Sao lần nào em cũng không tin anh? vậy tần tổng là ai phụ trách tập đoàn tô vũ giá hàng tỷ sao anh lại biết anh ấy nếu nói anh ta đang theo anh chẳng phải em càng không tin sao hôm nay cuối cùng cũng hiểu được khoe khoang là như thế nào anh cả à tôi ngưỡng mộ anh anh tăng sao anh lại ở đây hãy đến và uống một ly cho tôi hỏi anh lâm là ai là tôi đây xin chào tôi là chủ nhà hàng này có người nhờ tôi đưa thứ này cho anh tôi là chủ nhà hàng này có người nhờ tôi đưa thứ này cho anh cậu rốt cuộc là ai tôi là nhân viên bảo vệ nhỏ ấy tại sao anh có nhiều lời mời như vậy ai biết được nó có phải là giả không đồ của anh lâm đã được giao tôi xin phép đợi đã còn việc gì vậy tôi không muốn thấy anh ta vâng xin hãy rời đi anh biết tôi là ai không dám đuổi tôi đi Đúng vậy. Tôi hỏi anh. Nhà hàng là tài sản của từ gia. Không nên xung đột với họ. Anh Lâm. Đây là thứ cô muốn. Được chưa? Của em đây. Được rồi, không biết nó ở đâu, sao lại ai dám khoe đồ giả. Cái này là thật. Nhìn vào dấu hiệu trên này, con dấu của từ gia. Không ai có thể sử dụng nó. Cậu nhìn kỹ chưa? Không sai. Điều này hoàn toàn đúng. Không thể nào. Từ gia trong mắt tôi. Tệ hơn một con kiến em ghét thái độ của anh vẫn khoác lác như vậy a à, lâm sao em không tin anh cô ấy không tin tôi tin anh tôi quen nhược lâm lâu rồi cô ấy là người không chịu nhận sai anh có thể nhận lời mời từ từ ra tôi rất ngưỡng mộ tôi muốn hỏi mối quan hệ của bạn với anh tần là gì cô hỏi làm gì đừng lo tôi vừa hứa với anh chỉ cần nhận được lời mời tôi sẽ cho anh bất cứ điều gì tôi cho cô lời mời tôi cũng không cần gì từ cô không được tôi không vô ơn như vậy có ơn phải trả tối nay tôi ở với anh thì sao không cần anh trai tôi nhạy cảm hơn nhược lâm anh có chắc chắn không muốn thử không anh trai tôi nhạy cảm hơn nhược lâm anh có chắc chắn không muốn thử không mỗi ngày tôi đều có thể cô gái à nếu cô muốn tôi cho cô đừng đi quá xa tim tôi yếu lắm được vậy hy vọng cô im miệng ở yên trong nhà đi anh có bị bệnh không được rồi đợi đấy chuyện gì đã xảy ra trong hai ngày này tổ chức đã đủ rắc rối rồi không nghĩ có chuyện đáng lo hơn thân phận khí chất người này là thuộc tính cực kỳ cao Nghe giọng nói của bạn, giống bạn cũ của tôi, có thể bỏ mặt nạ không? Được thôi, mau xả. Một con quái vật không ở trong hang của mình, làm gì ở đây? Thiếu ra, ngày đó, cậu nhốt tôi vào lồng sắt, tôi sẽ không bao giờ quên. Lòng tốt của cậu. Nói đi. Không cần biết nhiều. Làm sao cậu biết hôm nay tôi sẽ chết? Nhìn vào bàn tay của cậu, Đây là nam chủng. Ngày hôm đó trốn thoát khỏi tổ chức. Đây là chất độc. Bây giờ biết cũng chẳng ích gì. Độc tố đã xâm chiếm cơ thể bạn. Thật bất ngờ, chiến binh số một của tổ chức thực sự dùng cách này để giết người. Tất nhiên tôi có thể giết cậu một cách dễ dàng. Tại sao tôi phải mạo hiểm chiến đấu? Đúng chứ, Hạ Đông à? Từ đầu nên giết cậu bằng một con dao, bây giờ hối hận đã muộn rồi, hãy nhớ rằng, kiếp sau đừng đến với chúng tôi nữa. Nhóc con, đợi kiếp sau cậu đến chào nhà cũ nhé. Thiếu gia, anh nói ai? Mao Xà, to gan, dám giết lão ngũ, nhảm nhí. Anh ta đã bị đuổi khỏi tổ chức, cùng lắm bây giờ anh ta chỉ là một con chó đi lạc còn dám vô lễ với thiếu gia cho anh sống không bằng chết cậu đang giả vờ làm gì vậy cậu có nghĩ đến lão đại không tại sao vậy các người không có gì các người có thể làm gì sao chất độc đã thấm sâu vào tận xương tủy không ai có thể cứu thiếu gia sao rồi không được rồi nhìn đi anh ta sẽ sớm chết vì nguyên nhân tự nhiên anh cũng giỏi đấy cậu chủ trẻ tuổi nhất lên đường thật đáng xấu hổ anh vừa nói chất độc này đến với ai không quan trọng đương nhiên rất ít người nhìn thấy chất độc kỳ lạ này chưa kể tác dụng của nó nếu tôi nhớ chính xác lần thiếu ra trốn thoát khỏi bọn trộm đây là nó cậu vẫn có một số kiến thức vậy lần trước ai đã sai trong vụ cá cược này ý cậu là gì chơi ma ti chỉ chơi một chút Bản thân chủng năm loại virus giờ này có thể đẩy lùi bệnh, nhưng có người đã cướp mất. Rất ít người từng nhìn thấy chất độc này, nhưng vì là độc, sẽ có cách giải. Tôi có cách tìm ra nó, có đang tự tin quá không? Ai bảo anh đến đây? Bắt lấy hắn. Thiếu gia thế nào rồi? Đừng nói. Được rồi, tôi sẽ giết hắn. Loại chất độc này, có rất ít người biết thiếu gia sẽ không sao đúng không xin chào chuyện gì đã xảy ra vậy bạn trai cậu là đồ khốn cậu bình tĩnh đừng lo nói từ từ lời mời tối qua là giả còn nữa còn gì nữa mình không thể nói điều đó chúng ta đã biết nhau nhiều năm rồi có gì thì cứ nói nhé, mình ở đây. Anh ấy còn rủ mình ngủ với anh ấy, nói rằng lời mời rất khó. Mình phải trả ơn anh ấy. Anh ta là một kẻ cặn bã, anh ấy có cậu mà vẫn nghĩ đến người khác, đồ khốn. Mình không còn muốn sống nữa. Xin chào, người dùng bạn gọi hiện không liên lạc được. Có lương tâm không vậy? Đừng để tôi thấy anh, anh không thoát đâu. Mẹ à, chuyện gì vậy? Đưa mẹ đến bệnh viện trung tâm ngay bây giờ. Con còn hỏi à? Là do con đấy. Chuyện gì nữa? Dương Thiếu bây giờ đã trở thành thái giám rồi. Thanh Ngọc, đừng lo lắng. Tôi chắc chắn sẽ tìm hiểu tận cùng vấn đề này. Cô đã ở đâu khi tai nạn xảy ra? Tôi ở ngoài. Tôi cũng vậy. Thật là quá đáng. Lưu Nhược Lâm ở bên Tiểu Dương cô ta sẽ biết là ai làm đúng vậy cứ hỏi là sẽ biết chuyện gì đã xảy ra vậy cô là đồ xấu xa cô đã làm gì anh đừng làm hại con bé vậy nó cũng không nói được con nói nhanh đi sau khi mẹ và dì rời đi chuyện gì đã xảy ra Chuyện gì đã xảy ra, đừng hỏi nữa. Hãy suy nghĩ cẩn thận, ngoài con ra còn ai đến đây? Hôm qua, có một bác sĩ đến và nói, nói cần phẫu thuật ngay lập tức, nếu không sẽ phải cắt cụt chân. Cái gì? Rất chuyên nghiệp. Là một bác sĩ trẻ, chuyên gia lĩnh vực này. Nếu không phẫu thuật thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Rồi sao? Sau đó, anh Dương mời tôi ra ngoài. Bác sĩ đeo khẩu trang, Tôi không nhìn rõ, cô ở đây để làm gì vậy? Anh Dương, anh nghe hết rồi, không phải Nhược Lâm. Đi ra. Đúng rồi, tôi nhớ. Trước khi Tiểu Dương vào, cùng bạn trai cô xảy ra mâu thuẫn. Chính bạn trai của cô. Thật sao? Không phải như vậy, thư không tốt đẹp gì. Được tôi sẽ tìm tên bác sĩ đó trước xong tôi sẽ chăm sóc cô xin chào là tôi tôi là dương quảng dung phải nhờ anh giúp tôi tìm ra người tối qua là ai tôi đến rồi là hắn cậu là tên bác gì đó ông dương à đúng vậy tôi đã nhầm lẫn về tỷ lệ vi rất sờ đây là một điều xấu tên khốn đó tôi sẽ kiện cậu cậu đã làm sai rồi được thôi bà có quyền phàn nàn về tôi ai trả tiền cho cậu làm việc này là tôi nói chính xác hơn thì tôi đã cởi nó ra đồ phạm tội của anh ta anh ta sẽ không thể hại người khác nữa tôi chỉ giúp ích thôi sự việc của dương thiếu do tôi có gì cứ nói với tôi trước đó ông vừa đánh cô ấy đúng không vậy thì sao tôi không chỉ muốn đánh cô ta tôi sẽ tra tấn cô ta từ từ chết cho dương gia chúng tôi ông muốn chết đồ bảo vệ hôi hám có biết ông dương là ai không cậu đã xúc phạm dương gia chúc cậu sớm lên bàn thờ dương gia rất hùng mạnh ngoài từ gia toàn bộ thành phố đông sơn họ dương là mạnh nhất chỉ mất một phút để làm sạch các người là nhân viên bảo vệ đúng nhìn đi tôi thực sự đã bị đe dọa bởi một nhân viên bảo vệ nhỏ tiểu đông dương ra rất mạnh không thể xúc phạm đừng lo ai dám bắt nạt em đều phải trả giá tôi sẽ xử cậu trước rồi đến hai tên khốn các người ông dương cứ giết tên bảo vệ nhỏ bé này đi nhưng lâm không liên quan Ông Dương, cứ giết tên bảo vệ nhỏ bé này đi. Nhưng Lâm không liên quan. Anh ấy chỉ để bảo vệ con. Sao mẹ nói vậy? Ngốc e. Nó đánh người. Con sao vậy? Được rồi, im đi. Tôi sẽ dọn dẹp từng cái một. Bây giờ cậu nói xem. Muốn chết như nào? Anh Đông, tôi nên trả lời thế nào đây? Vì ông Dương muốn trả thù, để ông ấy chút giận đi. Ông có thể tra tấn tôi theo cách ông muốn. Nhưng của Dương Thiếu lại không thể tìm thấy nữa. Tên khốn chết tiệt ông chưa ăn cơm à có chút sức vậy cậu cậu là ai tôi là ông của ông tôi đã cho ông hai lần đến lượt của tôi nhẹ nhàng thôi được rồi gì vậy làm cái quái gì vậy cậu muốn làm gì tôi chỉ là làm cho chân ông ta tê liệt sau một năm rưỡi nghỉ ngơi, có thể sử dụng xe lăn. Có biết hậu quả của việc này không? Biết chứ, Dương Gia sẽ không còn ở Đông Sơn nữa. Cậu nói gì? Phong tỏa toàn bộ tài sản của nhà họ Dương, chuyển sang tên A Lâm. Được, thiếu gia. Đúng rồi, đừng làm hỏng chuyện lần này. Được tôi hiểu. Nhanh rời đi. Các người, anh dương đợi em với vợ à em ổn chứ em ổn tối qua anh ở đâu không nghe máy anh bị tấn công sau khi ra khỏi khách sạn chính là tiểu tư đã cứu anh phải không đúng vậy tôi có thể làm chứng tấn công đến từ đâu đó là chuyện dài ta đi trước anh sẽ kể lúc đi anh thực sự không làm gì tối qua bạn em có vẻ muốn làm gì đó nhưng anh đã từ chối Anh Dương, hãy ngoan ngoãn từ bây giờ nhé. Đây rồi. Chào mừng Tần Tổng đến thăm Dô Tre. Dừng lại. Lâm Hạ Đông, bảo vệ hồi hám. Sao cậu lại đến đây? Tôi đến cùng Tần Tổng. Tần Tổng sẽ mời cậu đến. Cậu đang ảo tưởng phải không? Hôm qua thì gọi cho ai đó, diễn giỏi đấy. Tiểu Đông, hôm nay là một ngày trọng đại. Đừng lộn xộn, anh không đùa. Không đi phải không? Anh Lâm là người nổi tiếng mà tôi đã mời. Cậu định làm gì? Ông Tần, ông có nhầm không? Nhân viên bảo vệ, sao lại là khách quý của ông? Đó là trước đây. Bây giờ, đây là chủ tịch hiện tại của tập đoàn Tô Vũ của chúng tôi. Không còn là một nhân viên bảo vệ nhỏ. Thuộc Hạ sẽ hoàn toàn trả lại tập đoàn cho Thiếu Gia. Ngoài ra, Thiếu Gia có toàn quyền xử lý số vốn của tập đoàn Zhou Che. Anh nói gì vậy? Còn nhớ những gì anh nói với em không? Anh là ông chủ Tô Vũ. Hóa ra mọi điều anh nói đều là sự thật. Bây giờ, với tư cách chủ tịch tập đoàn Tô Vũ, Tô Vũ, tất cả đầu tư cho Zhou Che sẽ chính thức bị hủy bỏ. Lâm Tổng, tôi đã sai. Hãy tha cho tôi. Tôi có mắt như mù. Xin lỗi tôi đã sai, đã biết như vậy. Sao không sửa ngay từ đầu? Mừng thiếu gia lấy lại vị trí chủ tịch tập đoàn Tô Vũ. Chúc mừng thiếu gia, sau khi danh tính tiết lộ sẽ gặp nhiều rắc rối, không được lơ là. Thiếu gia, sau khi rời thành phố Đông Sơn, khó tránh khỏi có một số gia đình nhỏ gây chuyện. Tần Lãng nên chú ý hơn nữa. Cấp dưới nhận lệnh. Theo nguồn đáng tin cậy, ba ngày trước, cậu Lâm bí mật tổ chức họp khẩn cấp sư tử một số trưởng lão phản bội, triệu tập 10 sát thủ có khả năng điều luyện. Có vẻ sắp có một số hành vi đáng xấu hổ. Đuôi cáo cuối cùng cũng lộ ra, thông báo cho tất cả Thiên Lam sẵn sàng, chuẩn bị chiến đấu. Được. Lần này tôi muốn xem ai sẽ chết. Người ta nói, anh trai tôi cuối cùng đã thừa nhận danh tính. Cuối cùng cũng không thể kìm lòng được tôi nghe nói anh lưu có chút lo lắng về lâm hạ đông tên khốn đó đã hủy hoại lưu ra tôi buộc phải rời khỏi đông sơn tôi phải giải quyết món nợ với anh ta người của tôi là những người không cần gì cả hãy bảo tôi ra lệnh bắt giữ những kẻ phản bội lâm hạ đông cứ đợi đấy anh sẽ biết tay rồi Vương Việt lo thừa rồi. Làm gì? Lén lút chỗ này. Biết tôi là ai không? Không quan tâm. Cô làm gì ở đây? Người anh đang bảo vệ. Tôi là vợ anh ấy. Chị ơi, chị uống nhầm thuốc à? Chị cái gì? Không tin à? Tiểu Đông. Tôi đây. Tiểu Đông. Tiểu Đông. Chị đi theo tôi. Không phải. Nghe nói cậu là ông chủ của tập đoàn Tô Vũ. Không ngờ đó là sự thật cứ nói đi đừng động chạm cậu thật xa lạ các ông chủ lớn có ba vợ bốn thiếp là chuyện bình thường đợi đã đừng đi cậu đã sống ở chỗ tôi quá lâu tôi cũng không tệ cậu chưa bao giờ cảm động dù một chút sao không có hãy thôi đi sau này đừng làm phiền tôi nữa tôi hiểu rồi cậu thích con gái tôi mà giờ con bé sẽ nhận cậu là cha đỡ đầu đồng ý đi mà con gái tôi là con gái của cậu chỉ là cha đỡ đầu thôi con bé sẽ gọi cậu là ba tôi sẽ bảo con bé làm gì vậy làm gì vậy đây không phải là cô gái trẻ sao thật trùng hợp quan hồn vất vưởng nói cái gì vậy em gái đàn ông thích em nói chuyện thế này sao liên quan gì đến chị em nên ăn uống đầy đủ đi từ đã đừng đi chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong còn gì để nói nữa vậy nếu không thì chị chịu thiệt thòi Tôi nhận cô là em gái. Tôi sẽ là người lớn tuổi nhất. Làm gì lớn hay nhỏ? Tôi là vợ cả. Em là người vợ bé. Cô vẫn có mặt mũi nói vậy à? Tại sao không? Nếu không tôi là ba, năm, 7, còn 246 của cô thì sao? Tôi cảnh cáo chị. Đừng dư bẩn. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Nhìn cậu kìa. Xếp lớn. Đừng kiêu ngạo. Tôi chỉ vì thấy có lỗi với cậu thôi. Tôi đã nói tôi không cần nó. Không phải, tôi cần nó gọi lúc này chắc gấp lắm anh đi nghe điện thoại trước kệ chị ta chuyện gì đã xảy ra tin tức đến từ đảo thiếu chủ cậu lâm đã đến thành phố đông sơn nhanh quá chị khóc cái gì có người muốn đưa cô ấy đi cô ấy từ chối đã bị đánh gục tôi vừa hỏi anh ta là ai anh ta đánh tôi A à, Lâm đâu? Sao tôi biết được? Hãy cho tôi biết người đó trông như thế nào. Chỉ cao thôi. Trông dữ tợn, chỉ nhìn cũng cảm thấy khó chịu. Tại sao lúc đó không gọi tôi? Anh ta có vẻ rất khó đối phó. Tôi sợ. Sợ cái gì? Tôi sợ. Anh ta cũng đánh tôi. Vậy họ đã đi hướng nào? dám động đến cô ấy, chê sống quá lâu rồi đúng không? Cả ngoại hình lẫn dáng người đều đáng được cân nhắc. Chẳng trách anh ta lại quan tâm đến cô thế. Cậu nói gì? Càng làm tôi sợ hãi. Tôi càng muốn phá hủy. Hãy để tôi đi. Lưu Tổng. Hóa ra là cô à.